Cho anh em á, rồi bây giờ đã rửa ráy xong xuôi hết rồi, hoàn chỉnh rồi, bây giờ quay clip cho anh em xem ha. Dạo này Sài Gòn cực kỳ nóng luôn ha anh em ha, nóng luôn á. Rồi thì con này thì 25 nhưng mà đăng ký lần đầu 26 nha anh em đó. Và bây giờ mình sẽ quay giới thiệu cho anh em. Thì con xe này á, chủ xe chơi theo phong cách zin. Zin có nghĩa là gì? Người ta lên một cái bộ tem bảng R. Đây quay gần đây. Lên bộ tem bảng R, người ta bọc đề canh là đầy đủ nè anh em. Nó phong cách zin. Đó, không có lên tem màu mè, chỉ lên phong cách tem zin thôi. Thì người ta đặt cái bộ tem này, người ta dán lên thôi anh em. Bộ tem này là bộ tem gọi là của bảng R Edition nè. Đây nè, quay đây nè. Cái ngàn R Edition nè. Đó. Con này thì anh em lên một cặp heo Rambo, lại cái trợ lực sau nó thì y chang bảng R luôn ha. Dĩ Rambo, heo Rambo. Thì cái con này á, là mình mua ngay chủ. Thì thông tin chủ xe đầy đủ nha anh em. Đó, odo của nó là 18.000. Và thông tin chủ xe đầy đủ. Nếu như anh em cần thông tin chủ xe thì mình vẫn đưa cho anh em luôn. Và anh em muốn chat gì với chủ xe thì anh em cứ chat ha anh em ha. Thì mấy xe này thì mình mua được ngay chủ thì ok. Thì chất xe còn rất đẹp. Đó, nước sơn nè. Anh em quay coi nước sơn à. Còn rất đẹp luôn. Hầu như là xe nó không có bong chóc gì đâu anh em ơi. Xe còn đẹp lắm, chủ người ta giữ lắm. Cái này là chữ Kawasaki nè. Mấy cái này thì còn cũng được mà không còn cũng không sao nha anh em. Tại mấy cái này là mấy cái tiểu tiết nhẹ nhẹ thôi. Ba cái tem này mà sử dụng thời gian nhiều khi người ta lột, người ta tháo ra. Còn cái này còn thì ok. Còn không còn cái này không quan trọng đâu nha. Anh em đi coi xe cũ mà anh em coi mấy cái này thì nó cũng không quan trọng lắm. Đó. Quan trọng là anh em coi nè. Quan trọng là phải là cục máy nè anh em. Quan trọng, cái quan trọng nhất mà anh em cần coi. Đó là cục máy zin. Đó, cục máy zin đẹp. Rồi, xe không có đâm đụng tai nạn là ok. Đó là giá ok, là lụm. Còn mà xe mà có vấn đề gì thì nó phải rẻ nha anh em, phải cực rẻ. Mà xe này mình công bố luôn anh em nha, 170 triệu không phích nha anh em. Đó, anh em muốn phích thì anh em kiếm xe nát hơn nha anh em. Còn xe này bán 170 triệu là quá rẻ luôn. Năm ngoái mà con xe đẹp cỡ này thôi cũng tầm 200 mấy nha anh em nha. Chứ không có rẻ đâu nha. Xe mà nguồn gốc rõ ràng, chủ xe rõ ràng thì năm ngoái là phải ngoài 200 nha anh em. Đó, năm nay thì mình sale anh em 170 triệu, xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Chủ xe quận 7 nha anh em nha. Bô này bô zin luôn nè anh em. Đây cho anh em coi, bô zin luôn nè. Thì cái tiếng bô zin của Z. Rồi, giờ cho anh em nghe tiếng bô zin nha. Anh em muốn bự lên là phải móc. Ở đây thì mình có đuôi tích hợp nè. Tích hợp xi nhan nè. Đó. Tiếng bôi xin như vậy thôi. Rồi ở đây thì qua đây nè, có lên chống đổ nè ha, bảo vệ lốc máy đó. Còn từ 2016 tới giờ thì mấy cái này nó hơi chốc xíu, nhưng mà nó là sơn zin nha anh em. Anh em muốn mà mình mà hỗ trợ, muốn mà anh em sơn lại thì bên mình hỗ trợ anh em luôn nha. Đó, mấy cái này 2016 tới giờ thì nó phải hơi chốc sơn chút xíu thôi, quan trọng là nó không có bể biết hay là cái gì đó. Thì đó, sơn nè, nó chỉ chày nhẹ do mình vừa giữ xe thôi anh em. Những dấu chày nhỏ xíu à, mình nhìn kỹ lắm mới thấy, do mình giữ xe rồi á, mình đậu xe rồi á. Nó anh em đơn giản vậy thôi.
Chứ nghĩ coi chiếc xe mới 450 triệu, 450, 460 triệu, mình bán xe 170. Mà nhiều anh em cứ qua đòi ở xe sao nó không đẹp như mới, xe nó không đẹp như mới. Nhiều anh em đòi hỏi nhiều cái á, mình cũng không biết trả lời sao, mình chỉ biết cười với anh em thôi. Chứ bây giờ nói sao giờ, người ta cũng là khách hàng mình. Đôi khi người ta nghĩ là 170 đối với người ta là bự lớn, nhưng mà người ta không có nghĩ là chiếc xe mới nó tới 450 lận và mình bán chưa được nửa giá xe mới, là nó phải có khấu hao chứ anh em, đúng không? Nhiều anh em người ta nghĩ á, mình cũng không nói người ta, nhiều anh em người ta nghĩ là 170 là bự, tại vì người ta để dành tới 170 là 170 đối với người ta cả gia tài, cho nên người ta phải đòi hỏi là chiếc xe 170 triệu á, là nó phải mới vết ngàn, là phải mới tinh ken xà beng, phải đẹp để về chạy hãnh diện với hàng xóm là mình mua xe mới, cũ mà xe mới. Nhưng mà anh em đâu có biết là thực tế giá trị xe là tới 400 mấy triệu mà mình bán 170 triệu, thì đương nhiên nó phải có một cái gì đó gọi là hao mòn theo thời gian, chắc chắn rồi. Cái đó là điều chắc chắn, là phải anh em xài xe mà anh em đã chơi xe anh biết là chắc chắn là nó phải hao mòn theo thời gian đó. Nhưng mà nhiều người không hiểu, người ta phải đòi là xe phải cộp can mới đó, thì cộp can mới thì ra mua xe mới thì không chịu đó. Mình gặp trường hợp rất là nhiều rồi. Thì tiếp tục đây, ở đây có lên một cái tay Accord Sato nè, qua đây là đó, tay Accord Sato. Thì cái tay này nó sẽ giúp mình nhẹ hơn, cái tay này khoảng đâu đó 3 triệu mấy thôi, nhưng mà lên cái tay này ok nha anh em. Đối với những anh em chơi xe thì cái tay này là quá ok rồi, hợp lý mà ngon, hợp lý mà ngon. 3 triệu hình như hiện về thị trường là 3 triệu mấy á. Bóp nè, một ngón nè, rất là nhẹ cho chiếc xe của mình luôn nha. Đó, rất là nhẹ luôn, là anh em khỏi lo về vấn đề con nhẹ hay con nặng rồi, là ok rồi ha anh em ha. Mọi thứ là đã quá hoàn chỉnh. Thì bên mình đó anh em, bên mình là luôn thu mua tất cả các dòng xe. Anh em có xe nào thì cứ bán cho mình, là bên mình mua hết cho anh em nha anh em. Đó, nhiều anh em hỏi bên mình có mua xe thì có chứ, bên mình phải mua xe rồi bên mình mới bán được lại cho anh em đó. Rồi đối với những con vết ngàn này á, thì anh em từ 1m6 đến 1m65 thì vẫn có thể chạy được nha anh em nha, không có gì đáng kể đâu, chủ yếu là chạy quen xe là được. Quen xe là anh em mình chạy Vivo đó. Còn xe là xe zin nguyên bản, sơn zin nguyên bản. Còn có những có một số cái vết xước nhẹ á, mà anh em soi mới thấy á, để mình coi khó lắm anh em, anh em phải soi kỹ mới thấy. Nhưng mà cái đó nó không đáng kể anh em à. Anh em muốn thì bên mình sẽ fix sơn cho anh em đó. Chứ mà nhiều anh em mua xe 170 triệu mà đòi vô nó phải xe như mới thì nó quá khó anh em, quá khó. Còn anh em muốn xe mới thì anh em, nhiều anh em muốn xe mới thì mình nói hoài à, anh em muốn xe mà nó mới ken xà beng như mới thì anh em ra mua xe mới đó. Đó, nhiều anh em qua coi xe thì về cái vấn đề chạy xước mà anh em cứ nói hoài, nói đi nói lại hoài, mình cũng hơi buồn chút xíu. Thì nhiều anh em mà cảm thấy mua xe cũ mà nó chạy xước rồi á, thì thôi mình đi mua xe mới đi. Xe 170 lại 450 là chưa được nửa giá xe luôn anh em. Giá thị trường xe bây giờ là quá rẻ ha anh em ha. Mà đối với mình á, con xe này á, so với giá 170 là đẹp ha. Hình như là vô đối luôn á anh em. Hình như là thị trường là giá này là cũng khó mua chiếc xe đẹp giống như con này. Mọi thứ là trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể nha anh em nha. Đó, xe chạy Vivo luôn, bao anh em test thoải mái. Xi nhan là zin luôn. À, xi nhan đó. Đẹp không? Rất là đẹp. Thì cái con này ha, giải đáp thắc mắc luôn. Ở đây có lên có đồ ốp bảo vệ nè. Mấy cái ốp bảo vệ này cũng dễ thương nè, lại con ốc nè. Cũng lên một số món cơ bản thôi. Chắc chắn là phải có bảo vệ các nước rồi anh em. Đó, bảo vệ các nước ở đây đủ rồi. Thì cái con này anh em hỏi á, thì tiêu hao nhiên liệu nó như thế nào? Thì nó rơi vào khoảng 13 đến 17 cây lít tùy theo mình chạy. 13 đến 17 cây lít thì anh em tự nhắm. Rồi nhiều anh em hỏi là 1000 phân khối là bảo trì có mắc không? Rồi, xin thưa với anh em là không. Chắc chắn với anh em là không mắc. Như con CBR 1000 nè, 1 năm mình tốn có 1 triệu mấy tiền thay nhớt à. Thì có mắc không anh em? Quá rẻ. Tại vì mình lâu lâu mới lấy ra đi, có dịp mới lấy ra đi thôi, chứ mô tô phân khối lớn chẳng lẽ anh em ngày nào cũng xách xe ra đi hay sao? Thì đương nhiên xe mà anh em đi nhiều, kể cả chiếc Exciter anh em đi nhiều, ngày nào anh em cũng chạy thì anh em cũng bảo trì sắp mặt luôn á. Đó. Còn đối với phân khối lớn mà ngày nào anh em cũng lấy ra chạy thì đương nhiên anh phải bảo trì nhiều rồi. Còn là cà phê, cà pháo lâu lâu đi chơi với anh em, 1 năm tốn có 1 triệu bạc tiền bảo trì à. Rồi mấy trăm ngàn tiền xăng nữa là 1 triệu mấy à.
anh em thấy có hao không? Không hao đó. Còn đương nhiên anh em đi nhiều, anh em đi con winner này cũng nhiều nữa. Nếu mà anh em đi nhiều ngày nào cũng đi, anh em chạy ráp rồi hả, anh em bảo trì thay vỏ thay bố rồi, thay cũng mấy triệu bạc rồi. Đi nhiều là mình làm nhiều đó. Nói chung là cái vấn đề mà nuôi xe phân khối lớn á là nó rẻ. Còn vấn đề anh em chạy nhiều thì đương nhiên anh phải chi ra nhiều rồi. Giống như bây giờ anh em đi massage đi, một tháng anh em đi 1 lần anh em tốn 8 xị, một tháng anh em đi chục lần là anh em tốn 8 triệu, chưa tính tiền bo. Thì anh em đi nhiều thì anh em tốn nhiều thôi, ai biểu anh em đi, đúng không? Có, còn anh em mà cuối tuần bạn bè đủ ra cà phê, ra cà phê tốn nhiều, ngon lắm là 50.000, 100.000 tiền xăng rồi thôi à, ly cà phê 150 rồi hết. Một tuần nuôi xe có 150 bạc rồi. Đi, nếu mà đi như vậy thì tới năm mới thay nhớt 1 lần. Thay nhớt con này mình tính ra thay lọc xịn nhất là 350, ba bình nhớt xịn nhất là khoảng đâu đó 1.500.000 là thay nhớt 1 năm, nên tốn 1.500.000. Còn tiền xăng này đi nhiêu thì đổ nhiêu, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái vỏ thì anh em đi tour thì anh em mới còn vỏ xịn, còn anh em đi dạo phố thì vỏ bình thường là đi ok rồi. Thì anh em thấy nó có tốn gì đâu anh em, tốn gì đâu, không có tốn gì hết á. Chơi phân khối lớn là không có tốn gì hết, chắc chắn với anh em một điều không tốn gì hết. Còn anh em muốn tốn thì anh em đi nhiều thôi, đi nhiều thì tốn nhiều thôi. Bây giờ hỏi ngày nào anh, một ngày nào anh em rảnh, ví dụ mấy có những anh em ta trúng đất đi, ngày nào ta cũng đi chơi, đi phượt, đi xa, thì đương nhiên cái bảo trì chi phí nó đội rất là nhiều. Anh em đi nhiều bắt buộc anh em phải thay nhông sinh dĩa, thay bố thắng, thay dĩa thắng, thay vỏ, vệ sinh, thay bugi, thay nói chung là thay nhiều, lọc bơm đồ á. Nói chung là anh em phải làm rất là nhiều. Nếu như mà anh em đi nhiều phải làm rất là nhiều. Còn như chủ xe này mua về để chụp hình không à, có nghĩa là xe này là của bạn nữ hot girl, nhà mình lịch sử mua lại của anh trai mình đó, rồi mua lại về là chụp được 1-2 tấm hình, rồi đậu đó 4 năm luôn, chụp có 1-2 tấm hình đậu 4 năm thôi. Còn mấy cái vết xước xước là bạn nữ có nói là do em để hầm chung cư á, nó dắt xe nó hơi xước mà khó thấy lắm anh em, nên phải soi kỹ mới thấy. Để hầm chung cư á, đôi khi người ta đi ra đi vô người ta rờ á đó. Chứ bạn nó nói là mua kỹ lắm đó, từ 2016 tới giờ là cái này là bạn này là người nổi tiếng luôn nha. Bạn mà chủ xe này là người nổi tiếng luôn, cho nên cái gì thông tin về xe là đầy đủ hết đây anh em, không có thiếu hay là không có sai sót gì hết. Bên mình bán xe là đàng hoàng cho anh em đó. Còn anh em đi mà có vấn đề gì thì bên anh em cứ mắng vốn bên mình, là bên mình sẽ hỗ trợ anh em bảo trì bảo dưỡng. Mấy cái này nè, lấy em tháo ra tháo ra để đó, nó chạy nó quấn vô xe, nó chạy xe. Để cái nhiều móc chìa khóa này nè anh em, không có nên để nhiều móc chìa khóa đâu, để nó sẽ chạy, nó sẽ đánh qua đánh lại, nó sẽ chạy xe mình. Rồi ok, anh em nào thích cái mẫu xe này Z1000 2015 đăng ký lần đầu 2016, lên tem bản R đó, phong cách zin, có một số đồ chơi cơ bản như đuôi xi nhan, đuôi đúc gầm, chống đổ, bảo vệ lốc máy, bảo vệ các nước, tay con Acos, kính gù, thì anh em cứ liên hệ cho mình đó, số điện thoại của mình đó, liên hệ cho mình ha. Rồi ok anh em, chúc anh em làm việc một ngày thiệt là vui vẻ nè, quay đây nè, số điện thoại cho anh em nè đó đó, thì cứ liên hệ cho mình nha anh em nha. Rồi chúc anh em làm việc một ngày thiệt là vui vẻ. Còn con Z1000 này quá ngầu rồi anh em, 1000 là thần thánh rồi, cực kỳ ngầu. Cái này khỏi cần giới thiệu nhiều nữa, cái này mình chỉ đâu chỉ cần là quay cho anh em xem chất xe, đời xe, rồi này nọ kia khác cho anh em để anh em tham khảo và anh em mua thôi. Rồi ok anh em, chúc anh em làm việc một ngày thiệt là vui vẻ, là nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn anh em đã nhờ có những xe đẹp nhượng lại cho mình rất là cảm ơn luôn đó. Như con này là đẹp nè, một anh em nhượng lại nè, con này là cũng khách lấy nè, mình có quay clip rồi khách lấy nè, cũng là một cái xe đẹp anh em nhượng lại cho mình luôn. Còn xe này là để mình đi, là cũng một anh em này làm cán bộ cấp cao lắm luôn anh em, là cũng nhượng lại cho mình đi. Rồi xe này một anh người anh em mà cũng nhượng là mình đi, xe này mới mua mấy trăm cây thôi là mình đi. Nói chung là toàn là những anh em tốt người ta nhượng lại xe cho mình đi không. Như cái xe này là của một anh em ở đi Mỹ rồi nè, dán cờ Mỹ nè, người anh em đi Mỹ rồi xong nhượng lại cho mình. Anh em này thích coi kênh mình lắm, nhượng cho mình hoàn nhượng giá tốt luôn. Cái xe này mình cũng bán rồi anh em, bán cho một người anh em ở Sài Gòn đó. Nói chung là anh em coi clip anh em mến mình á, anh em để cho mình thôi, chứ thực chất á mấy cái xe đẹp đẹp nè mà ra giá rẻ rẻ nè, anh em bán cho mấy người khác là người ta mua liền chứ gì đâu anh em ơi. Chẳng qua người ta mến mình, người ta bán cho mình thôi. Thì thêm một lần nữa cảm ơn tất cả anh em nhiều nha anh em nha, chúc anh em nhiều sức khỏe.